Tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 83 đến 86.000 đồng 1 kg. Nam Định, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đồng loạt tăng 1.000 đồng lên 84.000 đồng 1 kg. Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ là 86.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi Quảng Nam và Bình Định cùng tăng 2.000 đồng 1 kg lên 83.000 đồng 1 kg. Thanh Hóa vẫn cao nhất khu vực, 84.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam tăng nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg, trong khoảng 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Cao nhất tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, Tiền Giang 82.000 đồng 1 kg, các tỉnh thành còn lại trong khoảng 80 đến 81.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu hôm nay đứng yên tại hầu hết các địa phương, thấp nhất là 50.000 đồng 1 kg tại tỉnh Gia Lai và cao nhất là 53.000 đồng 1 kg tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các địa phương khác giá mua ổn định trong khoảng từ 51 đến 52.000 đồng 1 kg. Trái ngược với thị trường hồ tiêu, giá cà phê hôm nay quay đầu tăng nhẹ ở hầu hết các địa phương. Cụ thể, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum nhích nhẹ 100 đồng 1 kg, đạt từ 31.700 đồng đến 32.100 đồng 1 kg. Lâm Đồng lên 31.500 đồng 1 kg sau khi tăng từ 1 đến 200 đồng 1 kg. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, giá vẫn ổn định tại mức 33.200 đồng 1 kg. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, tổng đàn lợn của thế giới trong năm nay ước tính tăng nhẹ 5% so với năm ngoái, lên hơn 1 tỷ con. Tăng trưởng của đàn lợn trên thế giới chủ yếu nhờ sự phục hồi của hoạt động chăn nuôi tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Dự trữ thịt lợn của Trung Quốc đã giảm tới 60% vào giữa năm 2019 do dịch tả lợn châu Phi tàn phá ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2020, lượng sụt giảm này chỉ còn khoảng 3,3%, đạt khoảng gần 42 triệu tấn. Dự kiến vào quý 2 năm 2021, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc sẽ phục hồi như trước khi bùng phát dịch. Tính đến hết tháng 12 vừa qua, tổng đàn lợn của Trung Quốc là 406 triệu con, tăng từ con số 370 triệu con vào cuối tháng 9. Chính phủ Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi phục hồi sản xuất với nguồn ngân sách đầu tư lên tới 31 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có 42 trên 63 tỉnh thành có nghề nuôi yến với gần 30.000 nhà yến. Đây là tiềm năng để xuất khẩu yến sang Trung Quốc. Hiện Trung Quốc chiếm đến 80% thị phần yến sào toàn cầu và nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng lên với hàng trăm tấn một năm. Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng khổng lồ này, yến sào Việt Nam cũng đang trên đường hướng tới việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với hy vọng đạt 150 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Vì vừa rồi nó tránh nó cứ cúm cho nên cái việc họp cũng như là chuyển giao rất là khó, mặc dù đã có những cái bản ghi nhớ giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam với lại bên phụ kiến Trung Quốc. Thực chất là cái sản lượng yến của mình xuất cho một cái công ty của Trung Quốc thì chỉ bằng 1/3 cái sản lượng nhu cầu của họ thôi, không đáng kể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 1 kg tổ yến xuất khẩu hiện có giá từ 1.500 cho đến 2.000 đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu thu về khoản ngoại tệ từ 100 cho đến 125 triệu đô la Mỹ một năm. Hiện tất cả hồ sơ, thủ tục xuất khẩu yến sang Trung Quốc đã sẵn sàng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đợi phía Trung Quốc đánh giá trực tuyến lần cuối cùng. Hiện nay các cái chuẩn bị khác như chuẩn bị của nghị định thư cũng như cái mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của yến cũng đã chuẩn bị xong và đang chờ cái kết quả đánh giá trực tuyến xong thì sẽ hoàn thiện. Cái nghị định thư cũng như cái mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch health certificate dự kiến là trong cái quý 1 năm 2021 để chúng ta sẽ đáp ứng các cái yêu cầu theo cái để trong cái xuất khẩu yến. Hiện sản lượng yến sào của Việt Nam ước đạt gần 200 tấn một năm, đảm bảo nguồn cung cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Dự kiến năm nay, ngành yến có thể đạt được doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Và nếu Việt Nam đầu tư thêm chuỗi sản xuất yến sào phục vụ xuất khẩu, thì ngành yến có thể đạt được doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng. Thay vì nuôi yến tự phát như trước, từ khi tham gia chi hội nhà yến Việt Nam, chị Linh cùng những người nuôi yến tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã có được quy trình nuôi yến bài bản như nhiều loài vật nuôi khác. Cùng với đó, hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến được minh bạch. Từ những tổ yến thô mới thu hái, sau khi được sơ chế, sản phẩm yến của gia đình chị đã có một diện mạo mới. Thời điểm trước thì mình thu hoạch mình bán ra bên ngoài á, thì cái giá thành nó rất là thấp, thì nó khoảng chừng 10 mấy triệu thôi hồi xưa. Hiện nay á, thì mình tham gia vô cái chuỗi bên liên cấp thì cái giá thành nó đã cao hơn nhiều.
thì hiện nay giá thu mua bên công ty nó đang là 30 triệu. Hiện hàng tấn yến đang được dự trữ, sẵn sàng cho xuất khẩu tại Trung tâm Sơ chế Yến xào Việt Nam đặt ở xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. Sản phẩm tổ yến thô sau khi nông dân xuất bán cho doanh nghiệp được đưa vào chế biến theo quy trình hiện đại, đảm bảo không tồn dư hóa chất, không vi khuẩn gây hại. Hiện tại là người nông dân nuôi yến thì hầu như là khá là hiểu rõ về những cái gì cần thiết để mang lại cái lợi nhuận cao nhất cho ngành và bản thân mình, chứ không như hồi trước là mù mờ nữa. Và tổ yến mà thu lên á thì cũng xem là cái chất lượng nó trắng, chứ không cần phải nói chung là để cho nó càng to rồi càng đen là nó càng tốt. Đặc biệt, sản phẩm làm ra được gửi đến các cơ quan chức năng để kiểm tra phù hợp với yêu cầu của các thị trường khó tính. Với những thông tin rõ ràng, tem truy xuất nguồn gốc, nhật ký sản xuất tổ yến minh bạch. Hiện tại thì chỉ cần dùng một cái mã QR code thôi là khách hàng có thể tra được dữ liệu tổ yến thu hoạch ở đâu, khi nào thì sơ chế, ai là người bán. Và vậy thì nếu như mà một cái tổ yến mà xảy ra sơ sót á, thì chúng ta có thể tra được chính xác là hộ nào đang nuôi cái tổ này và nó bị lỗi gì, mình có đầy đủ cơ sở dữ liệu để mình tra. Việt Nam không phải là nước có sản lượng tổ yến cao nhất, nhưng lại là quốc gia có được danh tiếng về chất lượng tổ yến. Với việc sản xuất theo chuỗi, đưa ra những sản phẩm an toàn, minh bạch, từ đó nâng cao lợi nhuận cho người nuôi yến, phục vụ được những thị trường khó tính, nâng cao giá trị cho ngành hàng tỷ đô này. Những đồi ngô này 10 năm trước từng là niềm hy vọng của gia đình ông Ngô Văn Thuấn. Thế nhưng trải qua nhiều năm canh tác ngô, niềm hy vọng ấy đã biến thành nỗi thất vọng của nông dân Sơn La. Bươn trải, có năm thì đủ ăn, có năm thì 1-2 năm là còn không đủ ăn về cái cây ngô. Nó quá khổ luôn. Sơn La từng được coi là thủ phủ ngô với tổng diện tích gần 200.000 hectare ngô tính đến năm 2015. Thế nhưng, trải qua nhiều năm canh tác ngô, những triền đồi đã trở nên bạc màu và biến động thị trường khiến cây ngô trở nên rủi ro. Những người đứng đầu tỉnh Sơn La khi ấy cũng đứng trước thách thức phải hồi sinh những đồi đất dốc bạc màu, kém hiệu quả. Thật sự là mình chăn trở, ý là để bà con cứ trồng cây lúa, cây ngô, tôi thấy chi phí lớn lắm. Mà thu nhập thì không được là bao. Một hectare lúa nương tôi nghĩ rằng trừ chi phí chắc được còn được 3-4 triệu bạc một hectare. Rồi là một hectare ngô mà trồng đến năm thứ tư, thứ năm nó bạc màu đi thì còn trừ chi phí có khi chỉ còn được 5-10 triệu bạc. Đây không phải riêng là phát triển kinh tế mà gắn với giải quyết cả các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề xã hội còn bức xúc vào những năm 2015. Cho nên là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc ngay từ đầu. Những nông dân Sơn La mạnh dạn bắt tay vào cuộc thử nghiệm, đó là ghép giống cây ăn quả mới trên gốc cây bản địa. Bên cạnh đó, nông dân Sơn La còn được chính quyền hỗ trợ mỗi mắt ghép 12.000 đồng. Đó là khoản hỗ trợ không lớn, nhưng được đưa ra đúng thời điểm, trở thành động lực cho người nông dân đổi mới. Chỉ trong vòng 2 năm, kể từ khi thực hiện đề án có gần 90.000 hộ, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh, đã thực hiện ghép cải tạo vườn tạp. Số vốn hỗ trợ của tỉnh là 18 tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2020, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh Sơn La ước đạt 80.515 ha, tăng 311% so với năm 2015, đứng đầu miền Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh Sơn La đã giảm từ 34,44% năm 2015 xuống còn 18,62% năm 2020, bình quân giảm trên 3% một năm. Sơn La đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, còn cuộc sống của người nông dân đã sang một trang mới. Thực sự ngày xưa tôi mua đất, tôi chuyển đổi cây trồng thì tôi không nghĩ đến tôi thu một năm được ngần ấy tiền. Thế thứ nhất là tôi đã thấy là chỗ trồng cây ăn quả này với cây ngô cây sắn tôi đã thấy gấp 5 gấp 10 lần rồi. Mà bây giờ nó lại còn gấp 15 đến 20 lần mà trồng cây ngô cây sắn. Thì trong đó tôi không ngờ kinh tế nhà tôi lại thay đổi chóng mặt nhanh như thế. Người nông dân trồng sắn trên đất bạc màu này đã trở thành người trồng cây ăn quả chuyên canh. Người đứng đầu một tỉnh miền núi đã đưa ý đảng vào lòng dân, đó là động viên những người nông dân mạnh mẽ chuyển đổi tư duy sản xuất, vươn lên, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.